Ê, xin chào mọi người. Ông hơi thức khuya quá, giờ mà quá. Xem ông Nguyễn với lại mấy anh mấy cô chú trẻ gì ở bên Mỹ nói về cuộc sống Mỹ mà thấy xem ra so với Mỹ ở đất nước Việt Nam của chúng ta thì thấy cảm thấy đáng sống hơn. Nhưng mà nhiều kẻ thì xem ra vẫn còn đang rất là ảo vọng về cái miền đất hứa đó. Nhưng mà thôi, hôm nay vấn đề đó để là cho cái buổi phát live sau đi. Cái mà hôm nay chùm sò muốn gửi đến là viết đồng mạng về một cái bài viết mà chùm sò mới xem xong mà cảm thấy cái điều đó, tiêu đề của nó là phải nói nghe nó cũng hơi giật gân. Và tiêu đề của bài báo trên nó được đăng trên báo pháp luật.vn. Thì chưa biết đây là cái báo này là chính phủ hay là của báo nào thì chưa cần biết. Nhưng nội cái tiêu đề mà tôi thấy cảm thấy là gì? Dự án tỷ đô của Donald Trump mà đẩy hàng ngàn là gì? Dân vào cảnh điêu tàn và cuộc cưỡng chế thí điểm khủng bố tinh thần toàn xã. Thì với một cái tiêu đề như thế như vậy thì nó làm tôi cảm thấy là băn khoăn. Thì bài viết này được đăng vào ngày thứ hai, ngày 2 tháng 4 năm 2018 vào lúc 9 giờ. Thì tiêu đề của cái bài viết này là vùng đất từng là một xã trù phố với hàng ngàn hộ dân, hàng vạn nhân khẩu, dân bị thô bạo cưỡng chế xóa trắng, đền bù rẻ mạt để mọc lên một khu đô thị phân lô bán nền do Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp của Đồng Nai, Donald Trump làm chủ đầu tư. Thì hiện nói chung thì cái bài viết này nó cũng khá dài nhưng mà nó được đăng trên báo pháp luật. Thì tôi chỉ đọc sơ qua một số điểm để là mọi người cùng là nắm cái thông tin này. Thứ nhất, thứ hai nó còn cái chuyện gì mà có liên quan đến chính quyền thì để thời gian tới chính quyền sẽ vào cuộc và điều tra về cái vấn đề này. Chỉ cách trung tâm thành phố Biên Hòa Đồng Nai 10 cây số, 10 năm nay hàng ngàn nông dân sống trong cảnh lầm than. Người sống không còn nơi dung thân, mò ốc, bắt cua sống qua ngày. Người chết cũng không nơi chôn cất, cuộc sống điêu tàn và quán tháng chất chồng. À chà. Cái bài về báo pháp luật mà lại có những cái tiêu đề mà gì? Quán tháng chất chồng như vậy thì cái này cũng hơi là cũng đáng để phải suy ngẫm đề. Xóa trắng xã lập khu đô thị chui. Thì theo như bài báo này thông báo rằng là câu chuyện bắt đầu từ năm 2007 khi khu đô thị sinh thái là kinh tế Mở Long Hưng ra đời. Gồm có 3 dự án là Đồng Nai là Waterfront 366,7 ha, Aqua City 304,9 ha, khu dân cư Long Hưng 227,7 ha tại xã Long Hưng, huyện Long Thành. Xã Long Hưng nay đã chuyển về thành phố là Biên Hòa. Mục tiêu theo giấy chứng nhận đầu tư là đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị. Và năm 2008, Ủy ban Nhân dân Đồng Nai ra quyết định phê duyệt phương án là thu hồi đất 2.532 hộ dân, trong đó 1.130 hộ bị giải tỏa trắng. Dù đây không phải là dự án công ích, dân vẫn bị ép áp giá với cái mức có khi chỉ 35.000 đồng một mét vuông. Tính theo thời giá, mỗi mét vuông đất đã chỉ ăn được 2 dĩa cơm sườn. Chưa bàn đến vấn đề là pháp lý chi tiết, chưa bàn đến việc là dự án thương mại có được áp giá và thô bạo cưỡng chế hay không. Dự án nhanh chóng bị kết luận là dự án chui, người dân là đâm đơn khiếu nại tố cáo khắp nơi, không chấp nhận giao đất với giá rẻ mạt để nhà đầu tư bán lại với giá gấp hàng trăm lần. Đầu năm 2010, Bộ Xây dựng đã có văn bản khẳng định dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng 200 hectare trở lên phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận, có nghĩa Đồng Nai khi đó đã cấp phép trái thẩm quyền. Thì tôi sơ lược ngắn qua để gì? Để là chúng ta cùng là tìm hiểu về vấn đề đó. Còn cái câu chuyện pháp lý khác thì sau đó thì sao? Sau đó thì sẽ có là chính quyền và nhà nước vào cuộc. Nhưng mà hiện nay tôi đang cảm thấy là có một số những kẻ đang lợi dụng những vấn đề này để bắt đầu là tuyên truyền là kích động. Thì chúng ta cần phải nắm biết và hiểu rõ về vấn đề này để mà chúng ta có thể vạch mặt được bọn chúng. Và nhất định đây cũng sẽ là một cái chiêu trò cho những kẻ gì? Những cái đám dân chủ cùi. Mà nhắc đến dân chủ cùi thì tôi chợt nhớ đến nó là một nhóm người. Và nhóm người này khi nhắc thì chắc tất cả chúng ta đều nhớ về cái vụ là tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm chứ. Cha con ông Lê Đình Kình và cái tổ chức gọi là cái tổ chức Đồng Thuận của ông ta đó hiện nay đang được cái đám dân chủ cùi chúng nó mò đến
để gọi là hà hơi tiếp sức cho ông ta trong cái công cuộc là chống đối là chính quyền về những cái vấn đề mà những cái vấn đề mà sai phạm về đất đai ở tại Đồng Tâm. À, vậy thì chúng ta cũng sẽ cái vấn đề về đất ở Đồng Tâm đó, thì nói chung ra thì nó cũng đã được đó là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có những cái kết luận bằng văn bản rất là rõ ràng và chính xác rồi. Nhưng mà hiện nay những kẻ trong cái gọi là cái tổ đồng thuận này vẫn tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc và kích động người dân tiếp tục là chống đối lại chính quyền với những cái lời lẽ là không thể nào chấp nhận được. Vậy thì á, mục đích của những kẻ này là cái gì và ý đồ của chúng là như thế nào? Vậy thì chúng ta cũng cần phải đi, chúng ta cũng cần phải vạch mặt tiếp tục cái đám này. Bởi vì sao? Bởi vì từ sau khi cái vấn đề về á là đất đai tại Đồng Tâm đó là đã được là các cơ quan ban ngành coi như là đã giải đáp thắc mắc cho nhân dân một cách rất là thấu đáo, cho nên là đã được nhân dân gì đồng tình và chấp thuận. Nhưng mà hiện nay cái đám gọi là cái đám dân quan Đồng Tâm đó, bây giờ chuyển thành dân quan Đồng Tâm rồi, trong cái gọi là cái tổ chức đồng thuận đó vẫn tiếp tục là gì? Gào rú kêu gọi và kích động người dân để làm gì? Để chống đối là chính quyền, hòng gây ra một điểm nóng này, để từ đó chúng nó định là giở trò là thực hiện cái gì, cách mạng nào để gào rú với nước ngoài rằng Việt Nam chúng ta gì? Vi phạm dân chủ nhân quyền vân vân các kiểu. Nhưng mà hiện nay cái chiêu bài nó xem ra của cái nhóm đồng thuận ở tại Đồng Tâm này đã bị nhân dân thấy rõ được cái bản mặt của bọn chúng và cái bản chất của bọn chúng, cho nên nó là người dân nó né xa bọn chúng và coi xem như thì nói chung ra không gạo được gì, càng càng bị cô lập và cô đơn thì chúng nó gì, chúng nó càng phải điên tiết, nó sủa lên. Ê, thì cái bài viết của bạn Tâm Công nó là nói chung nó là đã tổng hợp cái vấn đề này thì tôi xin gửi đến mọi người để chúng ta cùng nhìn nhận về cái là cái gọi là cái nhóm đồng thuận ở tại Đồng Tâm này, và điều đặc biệt nữa là có sự tham gia của mẹ con Trịnh Bá Phương và Cấn Thị Thiêu. Thì xem ra thì chắc có lẽ là cái nhà tù sắp tới sẽ chứa tiếp tục hai cái mẹ con nhà này để cùng dắt nhau vào đó ở cho nó có mẹ có con cho nó vui. Thì xem ra cái lũ dân dân tham chứ không phải là dân quan, nó chủ quan nhiều khi nó nhầm lẫn với một số người. Xem ra thì lũ dân tham này vẫn chưa từ bỏ bất kỳ một cái thủ đoạn nào. Bài viết của tiêu đề ngày hôm nay của tôi đó là Trịnh Bá Phương, Nguyễn Tường Thị và âm mưu là biến ông Lê Đình Cần tổ đồng thuận thành là dân quan. Ngày 29 tháng 3 năm 2018 vừa qua, người ta thấy Trịnh Bá Phương, con trai, vợ chồng đại dân quan Cấn Thị Thiêu và Trịnh Bá Khiêm cùng những dân chủ củ chuối là Nguyễn Tường Thị, Nguyễn Thí Hạnh, Nguyễn Đăng Quang một lần nữa lại ve vãn ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Qua tìm hiểu được biết những kẻ này đến xã Đồng Tâm để tìm và gặp gỡ ông Lê Đình Cần và những thành viên cốt cán của các tổ chức gọi là Đồng Thuận. Và sau đó dưới danh nghĩa cuộc gặp gỡ giữa những người chống tham nhũng, số này đã có cuộc gặp gỡ với ông Lê Đình Cần và những thành viên cốt cán của tổ Đồng Thuận tại nhà riêng ông Lê Đình Cần ở xã Đồng Tâm. Những nội dung và hình ảnh về buổi gặp gỡ này sau đó đã được đăng tải trên trang cá nhân của là gì? Công Lê, của ông là Lê Đình Công, con trai của ông Lê Đình Cần. Trên trang Facebook cá nhân của Công Lê, của ông Lê Đình Công. Đăng tải nội dung liên quan đến cuộc gặp gỡ trên như sau. Chúng tôi, những người dân oan và là những người bạn. Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2018, bà con Dương Nội về thăm bà con xã Đồng Tâm, cùng đi trên con đường đấu tranh chống tham nhũng để nhân quyền và quyền lợi của người dân phải được bảo vệ. Hướng tới mục đích cuối cùng là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng
cùng nhau trên con đường chống giặc nội xâm và bảo vệ lẽ phải đến cùng, cho dù có phải hy sinh đổ máu. Dạ. Nghe đến những cái câu này tôi cảm thấy hình như có cái gì đó nó hơi sai sai. Tham Dũng à, đấu tranh công bằng à, cái vấn đề về đất đai ở tại đó, cha con các người tham nhũng gói gành gành ra đó, mà các người nói là có người đấu tranh tham nhũng. Các người đấu tranh tham nhũng ở chỗ nào vậy? À, bớ ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Cần, ngay cả bản thân ông Lê Đình Công, ông cũng từng dính dáng đến cái tiêu cực về là đất đai tham nhũng, cho nên ông bị cách chức và bị tống cổ ra khỏi là gì? Khỏi Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, cho nên ông cai cú gì, ông chửi bới chính quyền. Mà chính cái bản thân ông cũng là một thằng gì vi phạm pháp luật về cái vấn đề là tham nhũng đất đai, mà ông gào ông rú lên là ông đấu tranh tham nhũng, tôi buồn cười dễ sợ. Từ khi nào một tên tham nhũng vi phạm pháp luật và chưa gì, chưa là hả bị xử lý pháp luật, hên cho ông là gì, chỉ mới xử lý ông về mặt hành chính và tống cổ ông đi thôi, cho nên ông cai cú hay sao, ông đi đấu tranh trong tham nhũng à, ông gào rú thế ai mà dám, hay gì ai mà dám tin ông, tin một thằng là gì từng tham nhũng. Ngay cả bố của ông Lê Đình Cần, kẻ trước đây kẻ đang ở trong cái tổ, rồi cái tổ Đồng Thuận đó, đúng không, đang hô hào gì chống tham nhũng gì đó vân vân các kiểu đó, cũng là một kẻ từng gì từng là có nhiều cái là tham nhũng ở tại ngay chính cái địa phương của các ông, chứ không cần bao xa hết trơn. Khi xem những hình ảnh và nội dung cuộc gặp gỡ giữa Trịnh Bá Phương cùng nhóm Dân Chủ Nguyễn Tường Thị, Nguyễn Thí Hạnh, Nguyễn Đăng Quang, nhiều người đang tự hỏi là phải chăng giờ đây ông, nhà ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công đang trở thành một ổ rệnh, và phải chăng Trịnh Bá Phương, Nguyễn Tường Thị đang muốn biến Đồng Tâm thành Dân Quang Dương Nội? Chẳng còn ai lạ gì đối với mẹ con Trịnh Bá Phương và Cấn Thị Thiêu, những chùm Dân Quang Dương Nội trong những năm qua. Có lẽ vì muốn biến đó là Đồng Tâm thành Dương Nội, nên ngay từ những ngày Đồng Tâm xảy ra là vụ việc bắt giữ trái phép cán bộ chính quyền, cán bộ công an, Trịnh Bá Phương đã nhanh chóng đánh hơi thấy mùi lợi nhuận và tìm cách la liếm tới Đồng Tâm. Khi đó, Trịnh Bá Phương sốt sắng về Đồng Tâm quay phim, chụp ảnh, rồi sau đó dàn dựng những clip trả lời phỏng vấn kiểu giấu mặt, xuyên tạc vụ việc, tranh thủ kích động bà con nhân dân xã Đồng Tâm khiếu nại theo hướng bạo động, chống đối chính quyền. Tuy nhiên, bởi sự cảnh giác của bà con, kế hoạch kích động của Phương không thành công. Ngược lại, Trịnh Bá Phương cùng 3 người khác đã bị bắt giữ vì các hành vi gây rối và kích động của mình. Và qua đây thì để cho chúng ta thấy rằng không phải là bà con á, họ đều cái gì dễ bị mấy cái đám Dân Quang Dân Chủ cụi này nó bịt mắt để mà dắt lối họ đi. Sau khi được cái gì được sự là giải thích hướng dẫn cũng như phân tích rõ ràng về các mặt là lý lẽ pháp luật, thì bà con nhân dân Đồng Tâm đã hiểu rõ được cái vấn đề và đã chấp thuận đúng theo gì đều theo cái quyết định của là pháp luật. Nhưng mà cha con nhà gì cựu quan tham nhũng là Lê Đình Kình, Lê Đình Công vẫn không gì không chấp nhận được cái điều đó. Tại vì sao? Nếu như cái điều mà Ủy ban Nhân dân đó là thành phố Hà Nội đó là chú là Nguyễn đó là Đức Chung mà nói như trong thông báo rằng cái việc là đất đai ở tại Đồng Tâm là đất của quốc phòng, vậy há chẳng ra là cha con nhà ông Lê Đình Kình là kẻ xà xẻo, là đất công tham nhũng, đất công bán cho dân một cách trái pháp luật rồi. Như vậy thì ông ta từ một người đấu tranh chống tham nhũng bây giờ đã trở thành một kẻ tham nhũng rồi. Như vậy ông ta đâu có cam lòng, dù sao ông ta cũng là một cựu quan chức. Tại sao bây giờ mà ta trở thành người chống tham nhũng mà bây giờ cho ta trở thành là một chùm tham nhũng, như vậy đâu có được, phải chống cho đến cùng, phải tìm một cách chống, chống và chống, chống cho dù nó vô vọng cũng phải chống. Cho nên chẳng có gì lạ mà tại sao là tổ Đồng Thuận của ông Lê Đình Kình và Lê Đình Công này vẫn sặc mùi là chống đối chính quyền đó là của là thành phố Hà Nội như vậy, thì chúng ta cũng dễ hiểu được cái vấn đề căn cơ là rốt ráo của nó rồi. Tại vì thời ông Lê Đình Kình á làm cán bộ của xã cũng đã vi phạm về vấn đề này, xà xẻo đất công đất quốc phòng ở tại Đồng Tâm nó bán gì bán cho dân á. Người dân thì tôi cũng đã từng có nói đó,
người dân thì dân đen như chúng tôi biết câu oán gì, thấy đất này là của cán bộ xã bán, của nhà nước bán thì tất nhiên là nó hợp pháp, thì chúng tôi mua thôi, không có giấy tờ cái quái gì đâu, dạng giống như bác mẹ mà giấy tay của là của xã đó. Đây là đất của xã, xã bán thì chúng tôi mua. Rồi bây giờ cái tự nhiên nói đây đây hả, là đất quốc phòng cái gì, cưỡng chế thì tất nhiên chúng tôi là phải cái gì, phải cai cú ở đây, là chúng tôi khai khóa ra là tốn biết nhiêu tiền bạc, ai đồng ý ai đồng lòng. Nhưng mà khi nghe là chính quyền các cấp người ta giải thích, đồng thời người ta đưa ra những cái văn bản rõ ràng hướng dẫn cụ thể chi tiết, thì dạng chúng tôi thấy chúng tôi biết thì ra đây là chúng tôi gì, thì ra đây là xã đã làm bấy cho nên chúng tôi cũng phải chấp hành thôi chứ sao bây giờ. Còn cái tổ đồng thuận thì đâu có muốn như thế, nếu mà nó nói chấp nhận như thế há chẳng đừng hay đặng đừng là gì, họ chính là những kẻ tham nhũng là xà xẻo bán đất công hay sao, cho nên nó có muốn vì họ phải chống đối đất công, nó là cái điều dễ hiểu. Và dù những khiếu kiện thắc mắc về đất đai ở Đồng Tâm đã được các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội trả lời rất rõ ràng, những cá nhân có liên quan với những mức độ sai phạm khác nhau cũng đều đã bị xử lý trước pháp luật ấy, thế nhưng trong thời gian qua, ông Lê Đình Kình và những thành viên cốt cán của tổ đồng thuận, ông Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Nhạc vẫn ngoan cố thực hiện hành động lừa bịp người dân, không hợp tác với chính quyền, và thậm chí có những hành vi vi phạm pháp luật như xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo thành phố Hà Nội, hay ngăn cản người dân ra làm việc với cơ quan chức năng, và gần đây nhất là vụ việc ném rác ở cổng Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm vào sáng ngày 14 tháng 3 năm 2018. Không những vậy, thời gian gần đây ông Lê Đình Cần còn thường xuyên tổ chức các cuộc tụ họp giữa các thành viên của tổ đồng thuận với những là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, cùng đám mang danh núp bóng là dân chủ trong nước tại nhà riêng của mình. Trong cuộc gặp này vẫn những luận điệu cũ, đám người tham gia cố tình tìm cách xuyên tạc kết luận thanh tra của thành phố Hà Nội, vu cáo chính quyền thành phố và đưa ra những lời lẽ kích động bạo lực. Với việc Trịnh Bá Phương, Nguyễn Tường Thị xuất hiện tại Đồng Tâm và gặp gỡ ông Lê Đình Kình cùng nhóm đồng thuận tại nhà riêng của ông Lê Đình Kình ngày 29 tháng 3 vừa qua, có thể thấy rằng Đồng Tâm giờ đây đang trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ cực đoan chống phá chính quyền la liếm. Phải chăng chúng đang muốn là Đồng Tâm thành một ổ rận, thành là dân oan dân nổi? Luôn cái miệng là hô hào chống tham nhũng, đợi đấu tranh lại là bất công vân vân các kiểu, nhưng mà cả cha lẫn con lẫn cháu lẫn chắc đều gì, đều là dính líu đến tham nhũng. Vấn đề là xà xẻo đất công lại là chính gì, chính là xã Đồng Tâm. Lê Đình Kình và cả Lê Đình Công, hai cha con đều gì, đều là có những cái vi phạm tiêu cực gì vấn đề là đất đai, để rồi sau đó bị cách chức, bị xử lý, vẫn là gì, vẫn cai cú chống đó là chính quyền là quyết liệt. Thời gian gần đây tiếp tục tiếp xúc với một số thành viên cốt cán của cái đám là tổ chức khủng bố Việt Tân, vậy thì có lẽ bà con nhân dân tại là xã Đồng Tâm chúng ta cần phải nhận rõ cái bộ mặt của mấy cái tên trong cái tổ đồng thuận này. Thời gian vừa qua, một số kẻ trong cái gọi là tổ chức đồng thuận ở tại Đồng Tâm và cha con Lê Đình Kình này tập hợp đã có những hành vi là xem thường pháp luật, xem thường kỷ cương phép nước. Đây là một cái hành vi không thể nào chấp nhận của những kẻ này, ngoác cái mõm lên khoác cái mỹ từ đấu tranh chống tham nhũng, nhưng mà chính cha con và cháu chắt của ông ta cũng gì vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực xà xẻo đất công. Vậy thì một kẻ là từng là tham nhũng nhưng mà ngoác cái mõm lên hô một cái mỹ từ là chống tham nhũng để chống đối là chính quyền, vậy thì bà con nhân dân là xã Đồng Tâm chúng ta có cần phải đặt câu hỏi đó với cha con cháu chắt của ông Lê Đình Kình trong cái là gọi là cái tổ chức đồng thuận này hay không? Và một điều đặc biệt nữa, từ khi lập ra cái gọi cái tổ chức đồng thuận này, cha con Lê Đình Công vẫn tiếp tục là kêu gọi và kích động một số bà con là gì, những người đang vẫn còn là cây cú gì đất được là cha con của ông Lê Đình Công bán cho đó, mà bây giờ nó là đất của quốc phòng hoặc là của nhà nước, đâu có được là quyền sử dụng, cho nên họ vẫn còn tức tối, cho nên sao tiếp tục là rây rối biểu tình. Và sau đó thì sao,
đó là hùng tiền lại, rơm rớp tiền lại cho cái rồi cái tổ chức đồng thận này nè, để chi, để là đi đã khiếu kiện các kiểu vân vân và vân vân, để gây mới là phức tạp tình hình an ninh trật tự. Vừa qua cái vụ việc là cái điểm nóng ở xã Đồng Tâm thời gian trước thì chúng ta đã thấy một số kẻ trong cái là tổ chức cái đồng thận này nè đã lừa gạt rất là nhiều bà con ở ngay tại xã Đồng Tâm này hàng chục tỷ đồng để gì, để làm giàu bất chính cá nhân. Vậy tôi xin hỏi bà con nhân dân ở xã Đồng Tâm đó đó, bà con có cái nhìn như thế nào về cái đám là gọi là trong cái tổ chức đồng thận này, khi mà thành phần chủ chốt trong này toàn là cha con cháu chắc chút chích cái quái gì cũng đều ở dính dáng nó tham nhũng và tiêu cực ngay tại chính địa phương của các vị. Bà con nên đặt câu hỏi đó đi. Và cái những cái số tiền mà bà con nó gì đã đưa cho cái tổ đồng thuận này hàng chục hàng trăm là triệu đồng đó, bây giờ nó đã đi đâu, hay là bà con đem đi cho là cha con nhà đó đó làm giàu lên, để bây giờ nó mua đất mua nhà nó xây nhà bành bành to chà bá đấy. Một cái sự thật nó quá hiển nhiên. Vừa qua đây tôi cũng nhắn gửi đến bà con như thế này, đất nước này nó có pháp luật mà chúng ta là công dân thì chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Còn những cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng nó không có gì không đúng thì chúng ta có quyền là gì? Khiếu nại đến các cơ quan pháp luật và phải khiếu nại cho nó đúng trình tự, chứ đừng có động một cái gì cái nhảy bổ lên là ngay ra bộ ra ngoài trung ương đó, đòi là trung ương phải giải quyết như vậy. Còn người ta không giải quyết thì lại bô lô ba la lên nó thì mệt lắm. Cái gì nó cũng phải có gì có thứ tự từ trên xuống dưới đấy. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, qua cái việc mà tổ đồng thuận này kêu gọi bà con ngoài cái chuyện là gì góp tiền vô để tiếp tục là đi là khiếu kiện với nhà nước gì đó các kiểu đó, để đòi quyền lợi đó, thì trong các cuộc họp dân là lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nó giải thích rất rõ ràng với bà con rồi, đất quốc là đất quốc phòng, nhưng mà chính cha con cháu chắc nhà ông Lê Đình Kình này những năm còn tại vị ở cái cán bộ xã ở tại đó đó, tại vì đã xà xẻo và bán trái phép cho bà con nhân dân đúng chưa, thu lợi bất chính. Cái đó thì bà con phải làm cho nó rõ, chính là ông ai, chính là nhà ông Lê Đình đó, xà xẻo đất công bán cho bà con để thu lợi bất chính nhiều đi nhiều tỷ đồng, thì bà con cần phải làm rõ cái vai trò cái trách nhiệm của cái gì của là các cán bộ là tiền là Lê Đình này đi chứ đúng không. Còn cái việc là ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đó gì đã giải thích rất rõ ràng với bà con rồi, đất đó đất quốc phòng từ xưa cho đến nay mà chứ đâu phải là mới ở đây đúng không. Nhưng mà cái việc là thời là cụ là cụ Lê Đình Kình còn là cán bộ xã đó đã xà xẻo đất đó, đó lựa những miếng đất tốt nhất là làm của mình, còn những cái miếng đất mà số xấu thì đưa lại cho con cháu bán lại cho con cháu đó, còn số khác lại bán cho bà con nhân dân đó, để ngày hôm nay bà con lâm vào cái cảnh là gì khóc dở miếu dở đó đúng không, để rồi ngày hôm nay tiếp tục là kích động bà con thì rây đó nó an ninh trật tự đó khiếu kiện tùm lum tùm la đấy, để làm gì, để nó trục lợi cá nhân đó. Nó quá rõ ràng, cái đám dân quan ở dân nội mà nó mò lên đó thì bà con thấy rồi đó, chúng nó có gì tốt lành chưa hả. Bà con thì hãy nộp tiền vô cho cái tổ đồng thuận đó để tụi nó gì, để tụi nó nói lấy nó làm của riêng, nó làm giàu cho bản thân của tụi nó hả. Còn bà con thì bị tụi nó dụ dỗ để nó làm cái trò là gì vi phạm pháp luật, ai là người thiệt, bà con là người thiệt chứ ai thiệt. Còn tụi nó hả, tụi nó ngoài chỉ xúi dục bà con đi làm ấy chỉ điều bậy bạ, rốt cuộc mình là người lãnh đủ mà cha con nhà nó thì sao, ngồi không hưởng tiền giàu sướng không, bà con không có được cái gì chứ. Bởi vì bà con đã cần phải hiểu biết thời đại giờ đó là công nghệ kỹ thuật số rồi, thì hả bà con nên không lấy cái smartphone ra mình sạc vô gì lực đất đai á, mình tìm hiểu cho nó kỹ những cái văn bản những quy định đó. Coi như là ông ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội này nè, ông ra cái là thông báo giải thích với bà con như vậy vậy đó, điểm khoản đều đó vậy đó có đúng hay chưa đó, rồi chúng ta gì chúng ta khiếu nại mắc mớ gì mà phải nghe theo lời mấy thằng cha già khùng điên đó, từng hết là gì tham nhũng cái gì đã thế một xà xẻo đất công lừa đảo bán cho bà con nữa. Cái gì mình cũng phải gì ở đại bây giờ đó là công nghệ kỹ thuật số pháp luật giờ đó thì đã phổ biến lên cả trên mạng rồi, chúng ta phải sạc vào đó chúng ta tìm hiểu chứ. Bà con suốt ngày cứ nghe theo kẻ khác nói nó A cái mình nó đi theo A rồi nó kêu là nó đi theo B cái mình đi theo B hay sao, còn mình ở ngoài thì sao, nó ở ngoài nó hưởng lợi nó ngồi nó điếm tiền
Còn bà con thì sao? Mất công ăn chuyện làm, chẳng ra được cái tích sự gì, đã thế còn vướng vòng lao lý gì, vi phạm pháp luật nữa. Vậy ai là người thiệt? Chính là bà con á, nhân dân xã Đồng Tâm là người thiệt. Và những kẻ trục lợi đó chính là cái tổ đồng thuận xã Đồng Tâm của chính bà con đó. Cho nên á, bà con nên suy xét và hãy tìm hiểu cho nó kỹ và ngẫm lại xem là tôi nói gì nó có đúng hay không. Một kẻ một cái tư cách thì đã nói đó, nó coi như nó đã thối nát rồi, tham nhũng rồi, nó có thể ngoác lên nói được những mỹ từ nào gì mà nó tốt đẹp. Nói cái việc hắn ta giao du với mấy cái thành phần dân chủ cội, bọn dân quan, bọn dân tham chứ, nó mới đúng. Với đám dân tham thì chúng ta đã hiểu rồi, những kẻ chống phá chính quyền rất là nức tiếng. Vì chúng ta bà con nhân dân xã Đồng Tâm nó cần phải nhìn nhận về cái tư cách, cái phẩm chất của cha con là dòng họ nhà Lê Đình này, và cái tổ chức là Đồng Thuận này. Bà con nhân dân cần phải vạch mặt những kẻ này và đưa chúng ra trước vành móng ngựa về những cái hành vi mà chúng đã làm, chứ không phải là chúng nó có thể nghĩ rằng là một tay chúng có thể là che trời. Không có chuyện đó đâu bà con ơi. Bà con cần phải lên tiếng mạnh mẽ về cái vấn đề trên, thì vạch mặt bọn chúng, những kẻ trục lợi trên chính bà con đó, nó sợ sợ trước mặt bà con đấy, không có đâu xa chứ. Thôi tôi cũng kết thúc livestream tại đây.